Anh biết em đi chẳng trở về. Dòng ngang liệu khuất với sương tre. Em đừng quay lại. Vì anh chẳng tại em hoa thu tàn tạ rụng về thềm ân tình sớm nở chiều phai úa. Không phải vì anh chẳng tại em bên gốc thông xưa trăng nước bên gốc thông xưa mình lỡ. Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em xin trân trọng giới thiệu tới các bác một chiếc âm ly đa kênh thuộc phân khúc khủng long của hãng Onkyo. Chiếc này có tên mã là TXNA807. Đây là một cái chiếc có cái size khá lớn và nặng 18 kg. Nó mới cập bến shop em vào buổi sáng ngày hôm nay thôi. Em tiến hành test kỹ vệ sinh sơ và cho lên sóng.
Có một vài đặc điểm rất đáng chơi ở chiếc này. Thứ nhất là nó đủ khả năng đánh liên lúc 3 cặp loa bát tầm 25 cm cùng một lúc. Cái thứ hai là nó hoàn toàn có thể sử dụng thay thế một chiếc đầu giải mã DAC. Cái điểm thứ ba là chiếc này nó có cái mạch âm sắc rất đa dạng, được tích hợp EQ 7 giải âm. Chúng ta thoải mái đôn hạ phần EQ. Và cái điểm thứ tư rất đáng giá trên những cái chiếc âm ly của hãng Onkyo đó là khả năng tương thích tốt với loa 4 ohm và đánh tốt những cái dòng loa của Âu, của Mỹ. Em bán chiếc này với giá 4.800.000 đồng, kèm theo một cái remote học của Trung Cộng. Nó so với cả remote zin thì nó cũng loát đinh được vào khoảng 95%, chứ không hề thua kém gì nhiều đâu ạ. Chúng ta có thể chuyển đổi các chế độ ngõ vào bằng các hàng phím ở bên dưới này. Truy cập vào menu setup để cài đặt các tham số. Đưa về đánh giả lập stereo tất cả các kênh hoặc là chuyển qua lại những cái hiệu ứng âm thanh vòm giả lập. Volume rồi thì chỉnh bass, chỉnh jack, chỉnh to nhỏ cho từng kênh riêng biệt. Hẹn giờ tắt thiết bị, mute tắt tiếng, tắt mở nguồn. Và một vài thứ khác nữa. Có thể nói là cái remote Trung Cộng này hoàn hảo, không có thua kém gì so với cả remote zin đâu ạ. Trước khi đi soi về ruột gan của con khủng long này, thì em cũng xin mời các bác chúng ta ngó qua về thông số. Chúng ta có một chiếc thuộc phân khúc tầm trung, tiệm cận cao cấp với mặt phay nhôm, sơn màu xanh đen, núm volume cũng là nhôm, đèn quắc màu xanh dương, nhìn rất chỉ là bắt mắt. Và có một cái cốp lật khá to, nó chiếm đến gần một nửa cái mặt trước của cái âm ly. Phía sau cái cốp này thì cũng có khá nhiều những cái phím chức năng, em sẽ phân tích kỹ hơn ở đoạn sau. Onkyo TXNA 807. Model này bắt đầu được sản xuất vào năm 2009, đến cuối năm 2010 thì chính thức dừng lại. Và đây là âm ly 7.1 mở rộng. Em sẽ phân tích về khoản 7.1 mở rộng sau. Nó có cái giá khởi điểm trước thuế là 168.000 yên. Tương đương với 36,6 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Điểm đáng nói đầu tiên ở chiếc này là khả năng giải mã DAC 24 bit ở 192 kHz, đồng thời là xuất reao bông sen ra đầy đủ các kênh. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc âm ly này thay thế một chiếc đầu giải mã DAC. Về chất lượng tiếng xuất ra ở đường bông sen sau giải mã của chiếc này thì những cái đầu được gọi là giải mã hiện bán trên thị trường trong tầm giá 15 triệu không bao giờ có cửa sánh được với cái chiếc NA 807 này đâu. Ngày hôm nay thì em cũng sẽ cố gắng làm một cái video dài để cho các bác nắm kỹ hơn về cái model này. Điểm đáng nói tiếp theo là nó có những đường HDMI in và out ở chuẩn 1.3A 1080p. Phần công suất rất đáng nói. Nó sử dụng tổng cộng 14 con sò than Toshiba loại 1 vít cho 7 kênh âm thanh. Cái dòng sò than Toshiba 1 vít thì các bác không lạ gì. Bữa trước em có bán một cái model đó là Onkyo TXSA 706X. Chiếc đó với chiếc này có cái tầng công suất nó khá là tương đồng.
nhưng mà trên cái model 706X thì vẫn sử dụng những cái thế hệ sò Toshiba một vít, là cái thế hệ sò tương đối cũ. Nhưng trên cái chiếc 807 này thì nó đã sử dụng cái dòng sò thế hệ mới, nó cho cái hiệu năng cao hơn và quản lý nhiệt độ tốt hơn cái dòng sò lắp trên cái con 706X. Dòng sò này cho công suất thực tầm 110W cho mỗi kênh ở trở kháng 8 ohm, sẽ là 145W nếu sử dụng loa 6 ohm, và công suất max có thể lên đến 230W cho mỗi kênh ở trở kháng 4 ohm. Như vậy là nó đánh tốt các thể loại loa bass tầm 25 cm đổ lại, bất chấp là bass 25 loại gì. Là Onkyo thì chắc chắn nó có khả năng tương thích tốt với loa từ 4 ohm đến 16 ohm. Em đã có khá nhiều những cái video hướng dẫn các bác cách chuyển qua lại về cái khoản đánh loa 4 hoặc là 6 ohm. Do vậy ở trên video này em sẽ không hướng dẫn lại nữa. Dải tần mà nó thể hiện được là từ 5 Hz đến 100.000 Hz, siêu rộng. Một cái điểm hay của cái dòng TXSA và TXNA đầu 7, đầu 8 đó là nó được tích hợp EQ 7 giải âm cho từng cặp loa một. Như vậy là chúng ta có EQ 7 giải âm cho cặp loa chính phông, có EQ 7 giải âm cho cặp loa súp rao và súp rao bách. Cả Kenchu cũng vậy, đều có mạch EQ của riêng nó. Với cái phần mạch âm sắc đa dạng như thế này thì những cái dòng như con 807 này nó gây kích thích rất mạnh và nó sẽ làm hài lòng khá nhiều những khách hàng khó tính, những người thích nâng lên hạ xuống, đôn chỗ này hạ chỗ kia thì sẽ rất khoái những con kiểu như thế này. Về kích thước nó rộng 43,5, cao 19,9, tức là cao gần 20 cm đấy ạ. Và sâu 43,6 cm, nặng chẵn 18 kg, vừa đủ để đạt chuẩn khủng long. Công suất tiêu thụ nguồn 630W, điện áp sử dụng 100V, made in Malaysia. Về cái giao diện sử dụng của thằng Onkyo thì nó hầu như là giống nhau. Các bác chỉ cần xem một con ở trên kênh của em là có thể đoán ra được những con tiếp theo. Cái giao diện của thằng Onkyo nó thứ nhất là nó thân thiện, thứ hai là dễ sử dụng. Tất cả đều được vào bằng menu và ra bằng exit. Bây giờ thì em sẽ thao tác để cho các bác nắm được sơ sơ ở trên cái remote này. Ở đây có cái nút pick, ấn vào nó sẽ hiện ra bass. Chúng ta sẽ dùng hai cái nút này để tăng giảm. Đó. Ấn xuống tiếp, nó hiện ra check thì chúng ta sử dụng hai cái nút này để tăng giảm. Đó là phần chỉnh bass, chỉnh check. Còn chúng ta ấn menu để truy cập vào phần menu setup. Nó sẽ có khá nhiều mục. Đây, mục 1 là điều chỉnh các chế độ ngõ vào input. Mục 2 là điều chỉnh các tham số về loa. Mục 3 là điều chỉnh những tham số khác về phần âm thanh. Mục 4 là tăng giảm và điều chỉnh những cái ngõ vào. Mục 5, mục 6, mục 7, mục 8, mục 9. Mục 9 là mục lock setup. Chúng ta không nên thao tác ở cái mục này. Bây giờ thì em xin phân tích kỹ hơn một chút về cái mục 2. Mục này khá là quan trọng. Chúng ta ấn OK để vào mục 2.
Mục 2 trừ 1 thì nó quen thuộc rồi. Mục 2 trừ 2, 2 trừ 3, 2 trừ 4. Vâng, cái mục 2 trừ 5. Đây chính là mục Equalizer Setting. Cài đặt Equalizer. Chúng ta ấn OK để truy cập vào mục này. Em hiện tại đang để Equalizer ở chế độ chỉnh tay. Chúng ta ấn nút xuống. Nó hiện chữ Channel Phone. Có nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị chỉnh EQ cho loa chính phông. Ấn nút xuống tiếp. Ở đây là giải âm đầu tiên, giải 63 Hz là giải siêu trầm. Chúng ta sử dụng hai cái nút này để tăng giảm. Sau đó ấn xuống tiếp, đây là giải 160 Hz. Vẫn là giải trầm. Giải 400 Hz là giải trầm. Xin lỗi các bác. Ấn lộn. Giải 1000 Hz là giải trung trầm. Chúng ta sử dụng hai nút này để tăng giảm. Giải 2500 Hz là giải trung cao. Giải 6300 Hz là giải cao. Và giải 16000 Hz là giải cao. Đó, như vậy là nó tích hợp EQ 7 giải âm cho từng cặp loa một. Sau khi chỉnh xong cái loa phông thì chúng ta ấn hai nút trái phải này. Đây là chỉnh EQ cho loa Kenter. Đây là chỉnh EQ cho loa Surround. Sau khi chỉnh xong mọi tham số, ấn nút Exit để thoát ra. Đây là cái điểm mà rất nhiều bác trông đợi ở những cái chiếc âm ly đa kênh. Còn những bác mà chơi âm ly cổ, những cái dòng như là 7800 hay là mã, hoặc là 8800 hay là mã, có nằm mơ cũng không bao giờ mơ được rằng là cái âm ly của mình nó được tích hợp EQ kiểu như thế này. Tất nhiên là để điều chỉnh được những cái EQ điện tử này thì đòi hỏi cái người chơi phải có kiến thức. Phải có kiến thức một chút về những cái giải âm EQ điện tử. Về nhan sắc của chiếc này thì nó có một vài vết chảy xước và có cả móp nữa. Ở góc ngoài cùng bên trái, bên dưới này. Đây ạ. Trong cái quá trình vận chuyển từ bên cam về là cái cạnh này nó bị dập xuống và nó hơi móp vào một chút. Vậy thôi, còn tổng thể là nó nhìn nó vẫn tươm tất. Khi mà đậy cái cốp này vào ấy thì cái vết móp đó thì nó cũng hơi khó phát hiện. Đại loại là phải xăm soi thì mới phát hiện ra được cái vết móp đó. Bây giờ thì em xin mời các bác chúng ta đi soi về ruột gan của chiếc này. Đây, trên này có vài vết chảy sơn này. Đó, đặc trưng của những con hàng bãi, con nọ nó cọ vào con kia. Mắt mũi có thể có móp, có chảy xước, nhưng mà ruột gan chiếc này là đẹp không thể chê được. Kể cả những cái con thuộc phân khúc hàng mạng cũng chưa chắc đã đủ sạch sẽ và đẹp đẽ để mà mang ra so sánh được với chiếc này. Trước mặt các bác đang là cái bo xử lý hỗn hợp đường HDMI, đường optical và đường mạng LAN Internet. Nằm ở vị trí trung tâm của cái main bo này là con chip đồ họa. Nó rất to và con này là cái con, là cái thành phần sinh ra nhiệt cao nhất. Nhiệt độ nền trên con chip đồ họa này nó rơi vào tầm khoảng 50 độ. Do vậy là bác nào khi mua cái chiếc âm ly này về mà sờ vào cái góc bên dưới của vỏ nắp mà thấy nó nóng ấy thì đừng lo lắng. Nó nóng ở con chip đồ họa này chứ không phải là sò công suất đâu. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc âm ly này đã được em độ cho quạt chạy ngay từ đầu rồi. Bác nào mua chiếc này chắc chắn là hết sức yên tâm. Ở đây có một cái quạt thổi thốc vào cái tấm tản nhiệt lớn này
Và ở góc này chúng ta nhìn thấy một cái quạt nữa, một cái quạt nhỏ thổi một cái luồng gió ngang qua đây để làm mát những cái tầng tuyển khích đại và những cái con đèn thúc ở đây. Ở chỗ này là cặp tụ lọc nguồn 15.000 microfarad một quả. Em sẽ zoom sát xuống dưới để cho các bác nhìn cái chất lượng của cái mền vỉ. Các bác thấy chưa? Mền còn cực đẹp, xanh lét, rất sạch sẽ. Có thể nói là về chất lượng mền vỉ của chiếc này thì không thể chê được. Đây là cái tăng phô nguồn chính. Nó còn cực đẹp luôn. Chỉ cần nhìn vào cái ốp đồng là biết. Ngày hôm nay em bỏ thời gian ra test rất kỹ chiếc này. Và thấy rằng khi cái tản nhiệt này nó nóng ra tay, nó nóng ở cái mức độ đại loại là khó sở tay được vào, thì hai cái quạt nó tự động nó khởi chạy. Đối chiếu với cái tình hình sử dụng thực tế tại Việt Nam ta thì vấn đề này có vẻ là bất cập. Do vậy em quyết định ra tay độ hai cái quạt này chạy ngay từ đầu để đảm bảo an toàn cho dàn sò. Công việc độ thì nó vô cùng đơn giản. Em lắp thêm vào đây một cái adapter 9V để nuôi cho hai cái quạt. Hai cái quạt này sử dụng nguồn 12V và em đang nuôi chúng nó bằng một cái nguồn 9V. Vậy nên quạt nó chạy êm lắm. Khi mà đóng cái vỏ nắp của âm ly vào là hoàn toàn không nghe thấy tiếng quạt kêu đâu ạ. Phải nói kỹ như vậy để cho bác nào mua chiếc này là yên tâm, không lại bảo là thằng Từ nó độ quạt kêu như cối xay lúa đó. Em dí sát ở đây các bác nghe tiếng quạt. Tóm lại là nó chỉ kêu di dỉ thôi. Đây là tổng quan nhìn từ trên cao. Hiếm một con âm ly nào mà còn được sạch sẽ và đẹp đẽ như thế này. Đây là vỏ nắp. Có xuất hiện những vết chảy, vết xước sơn. Nhưng mà cái vỏ này là còn thẳng thớm. Giả sử như có muốn mông má thì nó vô cùng đơn giản bởi vì nó màu đen. Các bác chỉ việc mua cái lọ sơn đen xịt cho nó hai đường cơ bản. Hết khoảng 10.000 tiền sơn thì nó lại đèn nhánh thôi, không có gì khó. Em quyết định giữ zin, không có sơn xì gì cả. Bây giờ thì anh em chúng ta bắt đầu đi soi đít của con này. Đít nó có nhiều điều để nói. Ngày hôm nay video sẽ khá dài, do vậy là em xin phép em sẽ không làm cái thao tác là chỉnh diễn cái tính năng giải mã DAC và xuất rải ao của chiếc này nữa, mà em sẽ đi sâu vào phân tích những cái thứ khác. Còn về cái chất lượng tiếng xuất ra sau giải mã của chiếc này ấy, thì xin mời các bác tìm lại cái video em đã từng up về con Onkyo TXSA 706X. Các bác nghe tiếng ở trên cái con 706X nó xuất âm ra đường bông sen như thế nào thì chiếc này tương tự, không có gì khác. Đây là cái mạch tiền khuếch đại bao gồm những cái con đèn thúc. Còn đẹp các bác ạ. Trước mặt các bác đang là 14 con sò Toshiba loại 1 vít. Đây là dòng sò thế hệ mới. Như lúc nãy em có nói là ở trên cái con Onkyo TXSA 706X thì vẫn sử dụng những cái dòng sò Toshiba thế hệ cũ hơn. Còn ở trên cái chiếc NA807 này là thế hệ sò Toshiba đời mới. Dòng sò này nó cho hiệu năng cao và quản lý nhiệt độ tốt hơn nhiều.
máy còn rất đẹp, các bác chỉ cần nhìn vào mấy cái ốc đồng, bắt vít những con sò là biết. Ở trên cái mainboard xử lý hỗn hợp này, nó bao gồm rất nhiều chip. Chúng ta thấy những con chip xuất hình ảnh rồi thì xuất những con chip đồ họa như con này này. Thành phần sinh nhiệt cao nhất trên chiếc âm ly chính là con chip này. Những cái bác chơi những cái cây máy tính để bàn, chơi chuyên ấy, thì chắc chắn là biết cái sự lợi hại của những con chip đồ họa. Có nhiều bác chơi game ấy thì hay để ý đến chip đồ họa. Thậm chí là nhiều bác mua những cái cạc đồ họa lên đến vài triệu bạc về để chơi game. Thì đây chính là con chip đồ họa. Con này sinh nhiệt rất cao, bình thường là 50 độ. Nhưng hãng vẫn tự tin không cần quạt tản nhiệt cho con này. Đây là con chip DSP. Con này rất quan trọng, chính là con chip chia kênh. Và đây là chip 32 bit. Ở góc này chúng ta thấy xuất hiện 3 con chip bên phần mạng Internet. Và đây nữa, khá nhiều chip. Nói thật là em không thể biết hết được. Bây giờ chúng ta bắt đầu soi đít con này. Một cái đít với rất nhiều rắc loa, nhìn rất hoành tráng. Đọc thông số đã. Onkyo AV Kencher TXNA807. Công suất tiêu thụ nguồn 630W. Điện áp sử dụng 100V, made in Malaysia. Ở hàng trên chúng ta nhìn thấy những đường HDMI in và out ở chuẩn 1.3A 1080p. Ở những cái đường bông sen rất nhiều, cắm thoải mái đi. Cắm mỏi tay không hết được đâu. Vâng, đây là đường mạng LAN Internet. Khoản này có nhưng mà em không test, coi như không tính. Đây là cái port, một cái socket để cắm vào một cái thiết bị gắn ngoài. Khoản này thì Onkyo nó thường là nó bán riêng, bán rời chứ không đi theo âm ly đâu. Chiếc này có hai đường quang in, hai đường quang vào phía sau. Em hiện tại là đang đưa vào đường số 1. Và đường này có định danh là TV. Đường bên dưới là đường số 2, có định danh là CD. Ví dụ như là các bác mua cái chiếc âm ly này về để cắm vào Smart TV thì các bác cắm luôn vào cái ngõ số 1 cho nó dễ nhớ. Và hãng nó ghi luôn là có chữ TV ở đây rồi. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ phân tích một chút về các cọc loa trên chiếc âm ly này. Ở đây là loa Kencher nằm riêng lẻ ở góc ngoài cùng. Đây là loa súp rào bên trái. Đây là loa phông 2 bên trái. Trong quá trình vận chuyển từ bên cam về, nó gãy mất cọc loa. Đây là loa phông ngoài bên trái. Đây là loa súp rào bách bên trái, loa phông bên trái, phông bên phải, súp rào bách bên phải, phông ngoài bên phải, phông hai bên phải và súp rào bên phải. Nó bố trí các cọc loa theo kiểu dàn hàng ngang đối xứng. Tại sao chúng ta lại thấy xuất hiện nhiều cọc loa như thế này? Thì em xin giải thích như sau. Ở trên cái chiếc Onkyo này thì hãng đã chú trọng đến cái khoản tăng thêm hiệu ứng cho loa phông bằng cách tạo ra những cái đường loa phông 2 và phông ngoài. Thực ra nó cũng vẫn là loa phông thôi, nhưng mà nó có những cái hiệu ứng nó khác đi một chút. Thế thì chúng ta có nên đấu loa vào đường phông 2 và đường phông ngoài này hay không? Em xin trả lời ngay,
không nên đấu loa vào đường này. Các bác nên bỏ đường phông 2 và đường phông ngoài này. Đó. Chúng ta chỉ cần quan tâm. Thứ nhất là chiếc âm ly này đánh một cặp loa xúc rào thường nhé. Đường phông 2 này bỏ này, phông ngoài này bỏ này. Đánh một cặp loa xúc rào thường, một cặp loa xúc rào bách, một cặp loa phông và một loa cancer. Đó, hết sức lưu ý. Nhìn thấy cái đường phông 2 và phông ngoài này, bỏ, không đấu loa vào đây. Vì sao lại như vậy? Bởi vì các bác có đấu loa vào cái đường phông ngoài hay là đường phông 2 này thì nó cũng vẫn là cái đường phông kia mà thôi. Mà bây giờ cứ tham lam đấu nhiều vào là cái đường loa phông nó chỉ có đánh hai con sò, đấu cả mớ loa vào đấy là sò nó sẽ nóng nhanh và dẫn tới cái việc âm ly sẽ chết. Tại sao hãng lại chế ra như thế này? Chế ra như này thì nó sẽ đi theo cái loa phông ngoài và phông hai riêng. Những cái loa này bao giờ cũng có tụ cản ở ngay đầu loa bát. Các bác hiểu ra chưa? Đường phông ngoài và đường phông 2 sẽ có tụ cản ngay đầu loa bát. Như vậy nó sẽ không hút công suất. Còn loa của chúng ta đấu vào đây sẽ không có tụ cản đường loa bát. Nó sẽ hút công suất rất mạnh. Chính vì thế em mới khuyên các bác là không được phép đấu loa vào đường phông 2 và đường phông ngoài này. Chỉ đấu một cặp vào đường phông chính này, một cặp vào đường xúc rau bách và một cặp vào đường xúc rau thường. Nếu như có cái loa cancer xịn hoặc cái loa lẻ thì đấu vào đường loa cancer này. Bỏ qua đường phông 2 và đường phông ngoài. Bác nào mua chiếc này phải hết sức chú ý. Tín hiệu quang optical sau khi được giải mã sẽ được xuất ra ngoài theo giao thức rayout đầy đủ các kênh. Ví dụ như các bác muốn sử dụng cái chiếc âm ly này thay thế một chiếc đầu giải mã thì các bác đưa đường quang vào một trong hai cái ngõ này và đường tiếng lấy ra, các bác lấy ở hai cái rắc trắng đỏ. Em đã đánh dấu bằng mực đỏ đây rồi ạ. Đó, ở trên cái cụm rắc này em đã cố tình đánh dấu bằng mực đỏ để bác nào mua về cứ nhìn hai cái dấu mực này mà cắm nhé. Cái đường này em đã test vô cùng kỹ lưỡng, về chất lượng không phải nghĩ. Như vậy là chúng ta đã soi xong đằng trước, đằng sau và ruột gan của chiếc 807. Bây giờ thì em xin mời các bác chúng ta nghe một đoạn. Em sẽ test bằng đường quang. Hiện tại là em đang chuyển TV về đúng ngõ TV tết. Cái ngõ này thì nó sẽ tương ứng với cái nút số 0 ở trên remote. Và em vẫn sử dụng bài hát cũ cho nó khách quan. Vui đi em với cảnh huy hoàng.
trong nhung nhớ để em vui người mới xa rời. Vâng, nghe một đoạn thế thôi, nghe thế để cho các bác biết là đường quang nó đã thông. Đối với cái chiếc này thì em xin kết luận như sau. Đây là một cái model hết sức đáng chơi và rất xứng đáng để nâng cấp. Em mong bán chiếc này cho những bác đã từng chơi qua âm ly đa kênh, hiểu rõ về âm ly đa kênh và đang có ý muốn nâng cấp thiết bị của mình. Thì cái chiếc này là một cái chiếc rất xứng đáng để chơi đấy các bác ạ. Tầm giá cũng vô cùng hợp lý. Với khả năng đánh liên lúc 3 cặp loa, một cặp các bác đấu vào đường phông, một cặp các bác đấu vào đường súp rao bách, và đường súp rao bách em đã đưa về để đánh bi âm. Như vậy là nó đánh ngang ngửa với đường loa chính phông. Một cặp tiếp theo các bác đấu vào đường súp rao thường. Cả ba đường này đều có công suất bằng nhau, công lực y như nhau. Nếu còn dư cái loa lẻ thì các bác đấu vào đường Kencher. Chất âm của Onkyo thì chắc không cần phải nói nhiều nữa. Em có khá nhiều những cái video nói về Onkyo rồi. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu chiếc này thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.